Tiếp tục chuyển động 24 giờ ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết. Xin chào chị Hương Liên. Hôm nay thì nhiều khu vực trên cả nước sẽ có mưa rông. Cụ thể diễn biến sẽ như thế nào? Vâng, anh Phúc và thưa quý vị khán giả, ở miền Trung, miền Nam sẽ là những nơi mà có mưa sớm. Ngay từ sáng nay thì mây dông đã phát triển gây mưa ở nhiều tỉnh thành, dọc từ Hà Tĩnh trở vào đến Bình Thuận, Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ. Khu vực miền Đông, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, khả năng 1 đến 2 tiếng tới cũng sẽ chuyển mưa dông. Mưa có thể kéo dài đến tối, cảnh báo có mưa to đến rất to, gần 100mm. Ngoài gió lốc sấm sét trong cơn dông thì mưa lớn dồn dập trong khoảng thời gian ngắn, rất dễ gây ngập úng. Mưa ngập dễ xảy ra đúng giờ tan tầm, nên quý vị chú ý cân nhắc lộ trình di chuyển. Dự báo sẽ có ít nhất là 15 điểm dễ ngập sâu ở thành phố Hồ Chí Minh trong chiều tối nay khi mà mưa to, thuộc các tuyến đường Lê Đức Thọ, Quang Trung, Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp, Bạch Đằng, quận Bình Thạnh, quốc lộ 13, Kha Vạn Cân, Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, Ba Vân, Bầu Cát, quận Tân Bình. Phải sau mưa 30 phút thì nước ngập ở các điểm này mới rút được. Còn ở thủ đô Hà Nội, tiết trời nắng ráo cũng chỉ diễn ra trong buổi chiều nay nữa thôi, nhiệt độ cao nhất là 34 độ. Đến chiều tối và đêm nay, khả năng trời sẽ chuyển mưa dông, có thể có mưa to. Đợt mưa lần này kéo dài 3 đến 4 ngày tới. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.